Anh em, cái clip này là clip không phải là clip bán xe, mà nó là clip review xe. Đây là hai con SH của nhà chạy, xe này không bán nha, xe của nhà chạy nên đầu tư rất là nhiều. Cho anh em một cái giải đáp thắc mắc, đó là tại vì sao mà SH350 người ta bán lại nhiều, là một chiếc xe mà bán nhiều nhất, bán lại nhiều nhất mà xe lướt cũng nhiều luôn. Tại vì sao mình giải đáp cho anh em? Tại vì như anh em thấy không, đây là con SH350. Nó rất là to, tại nó tới 350 phân khối. Nhiều anh em lầm tưởng rằng á, con SH này là nó sang trọng, nó sẽ đi phố đồ, nó mượt mà, nhưng mà không. Đây là một con, gọi là con phân khối lớn luôn rồi. Phân khối lớn, 350 là phân khối lớn luôn rồi. Anh em mà chạy trong phố thì nó sẽ hơi bị nóng. Đương nhiên mạnh thì có mạnh, nó sẽ hơi bị nóng. Nó sẽ thích hợp cho anh em mà đi tu xa rồi đó, rất là sướng, rất là mạnh. Còn anh em đi trong phố thì hả, nhiều khi á, anh em đi trong phố, anh em đi 150 nó còn chưa hết ga nữa, đúng không? 150 đi còn chưa hết ga nữa. Rồi bây giờ một cái nữa là nó rất là bự. Em mà 1m6 ngồi lên đi, xe rất là to nha. Đó, 1m6 là 1m7 ngồi lên nè. Nhón, anh em thấy chưa, nhón quá trời nhón. Thì cái nữa là nó sẽ rất là bự. Nó rất là bự nha, nó rất là bự to, tại nó là phân khối lớn mà. Nhiều người nghĩ nó sẽ về nó chạy phù hợp, nhưng không, nhiều người lại sẽ bị to quá, nó gồ ghề quá, nó nặng quá. Với lại một cái mình chia sẻ luôn là đi trong phố chở người sau là nó cũng hơi nóng, tại vì nó là phân khối lớn mà anh em. Đó, nhiều anh em thì người ta lầm tưởng, thì người ta mua về người ta sẽ cảm thấy không phù hợp. Bây giờ nghĩ đi, mua chiếc xe về để chở ghệ đi chơi mà ban đêm chạy nó nóng ơi là nóng luôn rồi, chịu gì nổi. Đó, còn cái này đi tour là ok nha anh em. Đó, giống như những con phân khối lớn ở đây mình bán thì đi tour ok, đi xa ok. Ví dụ anh em, ví dụ mình ở đó, mình là người thành phố Hồ Chí Minh ha, mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì lâu lâu tối tối anh em xách con này vượt Vũng Tàu, quá đã không, quá đã không, hai anh em hai chiếc xách vượt Vũng Tàu thì nó đã, chạy mạnh bốc. Nhưng mà để đi mà đi cái đường đô thị mà cái đường kẹt xe thì thôi, nó nóng lại nó ấy lắm. Một cái nữa, nhiều anh em nói con xe này á thì nó hao xăng, thì dĩ nhiên rồi, 350 phân khối thì dĩ nhiên là phải hao rồi. Thì con này nha, nhà sản xuất á, hình như nhà sản xuất là nó ra là hai mấy cây lít đúng không ta, nhưng mà thực tế chạy ra cũng 18-19 à, đâu có ra tới hai mấy cây đâu anh em. Như điều kiện mình chạy đó, có 18-19 mình canh rồi, 18-19 đâu mà không có mà được mà hai mấy cây như cái hãng đưa ra đâu anh em. Cái đó là chạy thực tế đường thành phố á. Rồi thì quay cho hai con SH cho anh em coi. Con SH này em bữa mình lấy ở, mình mua xe lướt ở Phan Thiết nè, mua về xong rồi mình lên đồ chơi, mình về biển thành phố nè. Thì con này anh em quay ở đây, quay cái đuôi cho anh em coi. Con này thì mình lấy cái bô của CBR1000 mình bỏ qua. CBR1000 đó, con 1000 đó anh em thấy không? Con 1000 bên đó, quay thấy không? Mình bỏ qua. Con này lên Olin. Con này lên Ni Trong này hồi đợt lên nhiêu ta? Ba mấy triệu. Cái này lên mười mấy triệu nè, mới lên thì nhớ này lên lâu rồi. Này là ba mấy triệu rồi nha. Em quay cận cái đi trong mà. Anh em coi thử cái nào đẹp hơn. Cái bô này nhiêu ra? Ủa không, bợt đợt là bô độ mà, hôm bữa là gắn bô độ mà. Ủa con này mới đổi cái ốp đúng không? Rồi, đi trong lại ô lình, cái nào ngon hơn anh em? Rồi cho anh em nghe tiếng bô của bò ngàn gắn lên đây thắt. Đề lên cho anh em nghe tiếng nha. Cái này đề thôi nha, đừng kéo nha, kéo lại chạy á, ga chứ phải xe số nha ba. Bóp thắng. Cho anh em nghe tiếng bô của bò ngàn. Cái đi trong nó gấp, mắc gấp hơn gấp đôi, gần gấp đôi của ô lình luôn á. Bóp cái tay bên kia. Đó. Nạt chơi thôi.
đó, tay ga là vậy, gắn cho vui vui thôi chứ nhiều khi ít đi lắm, lâu lâu đi Vũng Tàu rồi đi. Nó to hơn cái bô hồi đó mình gắn là bô gì quên rồi ta. Hồi đó mình gắn cái bô gì quên là Forest hả? Phải không? Đúng rồi, bữa đợt mình gắn con này là gắn Forest. Forest thì con cái này to hơn nha anh em, tại cái này bô phân khối lớn mình chế qua mà. Còn cái này bô zin thôi, không có gì hết. Cái này bô zin thì không có gì hết nha anh em. Hai con là lên hai phong cách khác nhau. Qua qua đây rồi em ơi. Anh mất quay clip anh không rồi. Này để mình là tối lấy xe hay chở gái đi chơi nè. Đá bô zin thì nó không có gì hết nè. Và nhiều anh em người ta bán người ta không phù hợp là cũng một phần nữa. Người ta chỉ đi trong phố người ta đi làm thôi. Con xe này nó quá bự ở quá cồng kềnh. Nó quá bự ở cồng kềnh. Rồi nếu mà đi trong phố mình khuyên anh em, nếu mà anh em chỉ đi phố thôi á thì anh em mua 150 anh em chạy thôi. Mà 150 anh em chạy chưa hết hết máy nữa. Anh em nào trong phố mà anh em kéo 100 đâu. Ít khi nào lắm, toàn chạy 60, 70, 80 là hết đát rồi. Nó là cái 150 nó cũng nhỏ gọn hơn. Còn cái con này á thì nó sẽ hao nhớt hơn. Nhớt của nó là bữa mình thay là 1 lít 1 lít 6 luôn, còn thay lọc luôn chứ. Lọc luôn, lọc là 1 lít 6. Không, lọc là 1 lít 4. Đó, cái này là xe nhà mình đi á. Con này chưa nè, chưa hết rô đai, tại hôm bữa mình lấy là có 700 cây thôi. Con này là 700 cây, con này chưa thay. Con này bữa giờ chưa thay. Còn con này là mình thay mấy lần rồi. Mấy lần rồi, thay mấy lần rồi đó. Đó thì nó là vậy đó anh em, cho nên anh em phải suy nghĩ cho kỹ nha. Cái này mình làm clip để cho anh em có một sự chọn lựa khi mà anh em vô kênh mình, anh em suy nghĩ cho kỹ. Cái con SH này nè thì nó chỉ phù hợp cho anh em mà thích tốc độ, thích mạnh. Thì mạnh tốc độ thì bù vào đó thì nó phải hao xăng thôi. Còn anh em muốn ít hao xăng thì anh em SH125 hoặc SH150 đó. Còn con này không có phù hợp cho anh em mà đi làm hàng ngày đâu. Nó là phân khối lớn mà nó vẫn ok, đi vẫn được, xe nào đi vẫn được. Kể cả Z1000 đi làm hàng ngày vẫn được. Nhưng mà sao? Cái xe nào đi cũng được hết đó, nhưng mà nó bất tiện thôi, có nghĩa là nó quá mạnh, đi nó không hết nè. Rồi nó to nè, cồng kềnh nè, mình đi ví dụ như Minh đi, Minh qua phòng công chứng, Minh ký giấy có một xíu mà đi con này ra nó bự cồng kềnh rồi, bảo vệ người ta dắt xe tội nghiệp. Nhưng Minh đi ký giấy là Minh đi mấy con xe nhỏ nhỏ xíu xíu trong góc kia kìa. Nó càng nhỏ là càng tốt. Rồi đi làm đi ăn mà mấy xe này cồng kềnh cũng tội nghiệp mấy người giữ xe. Cho nên những con xe này á như Minh thôi, chứ mình không có chỉ dạy ai nha anh em nha. Là mình sử dụng những con xe này để làm gì? Tối tối vắng vắng á, ra bào Võ Văn Kiệt á. Võ Văn Kiệt, kéo Võ Văn Kiệt qua quận 1 cà phê. Chứ không có đi trong đường kẹt xe nha, kẹt xe là né, nóng lắm. Còn lâu lâu đi Vũng Tàu với anh em đi xuống đó ăn lẩu rồi cái chạy về. Đó là cái giải trí rồi, là lâu lâu đổi gió tay ga. Giống như mô tô vậy. Mô tô không có bao giờ mà mình sử dụng nó đi làm hàng ngày hay là gì hết á. Tại mình làm, mình sử dụng cái gì đó thì nó phải là một cái sự đa nhiệm. Nó phải đa dụng, nó phải phù hợp thực tế. Nói như đi bình thường cái giấy hay đi chợ là đi xe VinFast xe điện. Xe này cũng của một người bạn mình để lại cho mình cái xe điện. Đó, xe điện là đi chợ rồi là bỏ được nhiều thứ. Ví dụ mình mua thức ăn cho chó đồ á. Mình để được trên cái về nhiều thứ. Còn cái chở khách đi ký giấy thì mình đi con nhỏ nhỏ, mấy con nhỏ nhỏ nè. Còn ít khi nào mình chở khách đi ký giấy mình lấy mấy con này đi lắm. Nó nặng cho mấy ông bảo vệ giữ xe tội nghiệp ổng. Mà ông dắt con này cọ gây ra cái ông bảo vệ phòng ký giấy á anh em. Ổng nhỏ xíu xíu à, ổng dắt con này chắc chết luôn á. Thì con này nó cũng hơi nặng nha anh em. Đó, nhiều anh em bán nó là bởi vì nè hao xăng nặng, không phù hợp. Cho nên anh em bán thôi, chứ thực chất con này chạy rất là ngon. Thì dĩ nhiên 350 thì chạy 150 đỡ gì nổi. Đó. Này mà chở bạn gái đi Đà Lạt cũng ok luôn. Chở bạn gái đi Đà Lạt ngồi rất là sướng. Nhưng mà có một cái điểm mà mình chia sẻ cho anh em là khi mà anh em đi trong phố mà đi kẹt xe ở đường thành phố này nè thì nó sẽ hơi nóng nha. Cái hơi phà ra cái giò của bạn nữ phía sau sẽ hơi nóng một chút xíu. Nhưng mà không có đáng kể bằng phân khối lớn ha. Nó nóng nhưng mà không đáng kể. Phân khối lớn 1000, nó coi em bắt bẻ nữa. Đó. Đó là những cái lý do mà cho anh em đưa ra một cái quyết định chọn lựa phù hợp nha anh em nha. Con này mình thấy đi lại hàng ngày nó cũng bất tiện, nó nặng nề bất tiện. Đó, còn nếu mà anh em muốn đi hàng ngày thì anh em mua 125 hoặc 150 thì mình thấy ok hơn. Còn con này thì
như mình sở hữu và mình chia sẻ là anh em thôi, lâu lâu đi chơi tối tối đi dạo vậy đó cho nó mát mẻ thôi, chứ mà chưa nắng mà xách mấy con này ra thì cái cục máy bự này chạy mệt lắm. Với lại anh em đồ phân khối lớn á, chạy nhiều thì nó sẽ bảo trì nhiều đó. Con này là thay cái lọc, mà thay lọc xịn là 350 mà nhớt nha. Ô, lưu ý nha mấy anh em, nhớt của xe phân khối lớn là phải nhớt cao cấp. Anh em đi SH350 mà anh em thay nhớt của AB vai Novo vô mấy cái nhớt thường thường trăm mấy vô là chạy nó không có ngọt đâu anh em ơi. Như con này là mình vô nhớt là 360 nè, 360 ngàn. Con này chuẩn bị thì mình cũng vô nhớt loại 360 bên mình luôn đó. Bên mình có đầy đủ nhớt phụ gia cho anh em đó. Đây là những gì mình chia sẻ cho anh em đó. Và anh em thấy ô lình hay là đi trong đẹp, quay cho anh em coi, anh em comment comment yêu kênh của mình coi ô lình hay đi trong đẹp. Quay cho anh em coi ô lình hay đi trong đẹp. Nói chung tại vì con này nó màu đen nên nó lên màu vàng nó đẹp, nhìn nó nổi. Con này màu xám lên màu xanh nó đẹp, nhìn nó nổi. Thì lên mấy cái phuộc này thứ nhất là đẹp, thứ hai là nhúng thì nó ok. Đó, đó là chia sẻ cho anh em. Anh em có kinh tế thì anh em lên mãi đỉnh đẹp thôi. Rồi ok, đó là những gì mình chia sẻ cho anh em. Thì anh em coi clip này là chủ yếu là anh em phải coi chiếc xe nó có phù hợp với mình không, chứ đừng có chạy đua theo trend. Chạy đua theo trend rồi chạy đua theo marketing rồi ta marketing rồi thấy xe nó giảm quá. Ví dụ xe này xe mới là 140 đi, thấy xe nó giảm quá từ 180 giảm 140 cái mình đi 150 mình đủ tiền mua đi 150 để phân tích cho anh em, đủ tiền mua 150. 150 bây giờ ABS là cũng 110 mấy rồi, gần 120 thôi, ráng xíu lên 350. Nhưng mà ráng xíu. Nhiều khi anh em đi nhiều á nó hao, khấu hao cao tại vì nó phân khối lớn. Rồi anh em đi làm nhiều nó bất tiện. Nó thay vì vậy anh em phải suy nghĩ những dòng nhỏ nhỏ hơn. Nếu mà anh em đi nhiều, còn xe này chỉ là xe ăn chơi. Nó gọi là xe ăn chơi của mấy anh em mình đó. Đó vậy đó. Rồi ok anh em, thì cái clip nó ngắn gọn nhưng mà nó sẽ đưa cho anh em được nhiều kiến thức. Đó, có nhiều anh em tưởng đồ xe này mua về cũng chạy như 150 không, mà đâu biết là bảo trì nó nhiều hơn, rồi chạy nó sẽ nóng hơn, máy nó to hơn. Rồi nó nóng hơn, nó to hơn, nó phân khối lớn là tới 350 phân khối mà anh em. Đó. Rồi, tóm lại là xe này là xe để mấy anh em mình cuối tuần ăn chơi, hoặc là đây ở đây mình hay dựng con đen là ở đây nè, mình dựng góc này nè, đó cho đẹp. Vừa chơi vừa giải trí luôn đó, dựng cho đẹp. Rồi rảnh rảnh rồi đi dạo phố bách phố. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã xem kênh nha. Nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Baker. Và để mình có động lực ra thêm nhiều cái clip chia sẻ về cái chơi xe như thế nào cho anh em, để anh em lựa một chiếc xe phù hợp. Tại bên mình bán xe giải trí anh em, chứ không phải là ép anh em mua. Mình phải phân tích trước khi anh em mua một chiếc xe nào đó, mình luôn phân tích kỹ cho anh em là cái xe này mua để phục vụ mục đích nào, làm cái gì. Như mấy anh em nhà mình á, là mua xe này á để lâu lâu đi tour hoặc là đi dạo. Và đặc biệt coi SH350 này cực kỳ phù hợp cho những anh em bự con. Giống như để cameraman mình, anh em mà cỡ trên 1m75 là chạy bao đẹp. 1m6 chạy là như con nhái đó. 1m6 đây rồi. Ngồi đây ngồi cái. Đó anh Mượn ơi. Đây 1m6 nè, 1m6 mà bự con nha. Có nghĩa là 1m6 mà bự con, mà nói thẳng ra 1m6 mà mập á. Rồi vô. Ngồi nó vẫn nhỏ nha anh em. Chứ mà mấy anh em mà 1m6 mà nhỏ nữa thì ngồi lên thì sao mà thấy cái gì? Không có thấy gì đó. Đó. 1m6 mà bự con hay là 1m6 là mập? Muốn nghe gì? Đó, ok không? Xe là chở gái đi ok không? Ừ. Sao vậy? Mập lắm. Chứ đi Vespa à? Vespa mày đi. Mua đi. Hai đấy. Rồi ok, đó là những gì mình chia sẻ cho anh em ha. Thì cái xe này thì có nhiều người review rồi, thì mình không có review mà cớp bồ này nọ kia khác, mình chỉ review là tại sao xe này bán nhiều và tại sao để mình mua nó để làm gì. Tóm gọn vậy thôi. Ok anh em, cảm ơn anh em nhiều.